vụ người đàn ông tử vong trong tư thế bị trói, bắt giữ năm nghi can, công an huyện Thường Tính, Hà Nội đang tiến hành điều tra vụ án cố ý gây thương tích và bắt giữ người trái pháp luật liên quan đến vụ việc người đàn ông tử vong trong tư thế bị trói. Năm đối tượng bị bắt giữ gồm Nguyễn Trọng Nam, sinh năm 1986, Phạm Văn Thái, sinh năm 1998, Đỗ Hòa, sinh năm 1995. Tào Văn Trường sinh năm 1999 và Hoàng Văn Tuyến sinh năm 1998 là công nhân cùng tạm trú tại xã Hà Hồi, huyện Thường Tín. Những người này là người lao động và chưa có tiền án, tiền sự. Trước đó, ngày 29 tháng 8, Công an huyện Thường Tín nhận được tin báo về việc phát hiện thi thể nạn nhân Ngô Thành Tia, sinh năm 1985, trú tại Hà Hồi tại khu vực nhà kho công ty Thành Nam, xã Hà Hồi của Nguyễn Thành Nam. Trước đó, Tia được cho là đột nhập nhà kho công ty thành nam và nghi ngờ có hành vi trộm cắp thì bị phát hiện bắt giữ và bịt miệng bằng giẻ bị đánh hội đồng và ngạt thở nên nạn nhân đã tử vong hiện nguyên nhân vụ việc đang được công an huyện thường tính điều tra làm rõ Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé